Bán lô mộc hương ta. Toàn là cây thoát thân ạ. Ở đây là có 14 cây mộc hương ta bạn nhé thoát thân. Cái uh, vanh của nó là 16 cm ạ. Tương đương với đường kính của nó khoảng tầm 4, hơn 4 ạ. Các cây mộc hương mà bạn đang nhìn thấy là cây mộc hương ta nhé hoa vàng đấy ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ lá, hoa và cái uh, gốc của nó đấy ạ. Gốc của các cái thân cây này rất là nuột. đó rất là thẳng ạ à. chiều dài của các cái đoạn thoát thân là cây thấp nhất là đấy là cây đấy đấy à, là 40 cm còn đâu cây dài nhất là một mét hai ạ các bạn có nhu cầu mua loạt cái cả lô này ạ, à, mộc thoát thân này thì là giá là 3 ,2 triệu hai một cây chưa bao gồm cứ vận chuyển nhé bạn nhé toàn cây thì tổng chiều cao của cây thì cao hơn 2 mét ạ các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ thật sớm ạ. 097 797 3535 bạn nhé. Lô mộc hương ta thoát thân rất là đẹp ạ. 14 cây ạ.